báo cáo tổng kết năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ giải pháp năm học 2023-2024. Năm học 2022-2023 là năm thứ 3 triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, là năm tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, năm thứ 3 thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2021-2025, năm thứ 2 thực hiện triển khai thực hiện đề án trường trọng điểm chất lượng giáo dục. Dưới sự quan tâm, lãnh chỉ đạo sát sao của Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của các ban ngành, đoàn thể, sự đồng thuận của quý bậc phụ huynh, sự nỗ lực, tâm huyết và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, sự cố gắng vươn lên của học sinh trường tiểu học số 1 thị trấn Tân Uyên đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023. Năm học 2022-2023, nhà trường có 28 lớp với 1.016 học sinh. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là 52 đồng chí, có 31 phòng học và các phòng chức năng. Về thuận lợi, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, phòng giáo dục và đào tạo, các cấp ủy đảng trong công tác giáo dục của nhà trường. Các em học sinh ngoan, có ý thức học tập và tu dưỡng đạo đức. Đội ngũ giáo viên được tuyển chọn có năng lực chuyên môn vững vàng, nhiệt tình và có trách nhiệm cao với công việc được giao, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và học tập. Cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng được nhu cầu dạy và học trong nhà trường. Phần lớn các bậc phụ huynh quan tâm, đồng lòng ủng hộ tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường, thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Trong năm học 2022-2023, nhà trường cũng gặp không ít khó khăn. Với địa bàn quản lý rộng, dân cư đông, tỷ lệ tạm trú, tạm vắng nhiều dẫn đến số lượng học sinh chưa ổn định. Tỷ lệ học sinh lớp đông với một số lớp đại trà, đông nhất là 42 học sinh. Nhà trường thiếu 02 giáo viên tiểu học, đã chuyển vùng nhưng chưa được bổ sung. Không có cơ chế thực hiện công tác xã hội hóa từng học để thực hiện việc tu sửa, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho nhà trường. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023, nhà trường huy động được 100% số lượng học sinh trong độ tuổi ra lớp, 100% số trẻ 6 tuổi vào lớp 1. Đầu năm học, nhà trường có 1.030 học sinh với 28 lớp. Cuối năm học, nhà trường có 1.016 học sinh trên 28 lớp, 14 học sinh chuyển trường, trong đó có 11 học sinh khuyết tật. Đối với chất lượng giáo dục học sinh, đối với các môn học và hoạt động giáo dục, xếp loại hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt, 578 trên 1.005 đạt 57,51%. So với năm học 2021-2022 tăng 6,86%. So với đề án trường trọng điểm tăng 5,51%. Xếp loại hoàn thành tốt đối với lớp 1, 2, 3 và hoàn thành 427 trên 1.005 đạt 42,49%. So với năm học 2021-2022 giảm 6,86%. Về đánh giá năng lực và phẩm chất, năng lực tốt 810 trên 1.005 bằng 80,6%. So với năm 2021-2022 tăng 2,65%. So với đề án trường trọng điểm tăng 10,6%, đạt 195 trên 1.005 bằng 19,4%. So với năm học 2021-2022 giảm 2,65%. Phẩm chất tốt 827 trên 1.005 bằng 82,3%. So với năm học 2021-2022 tăng 3,25%. So với đề án trường trọng điểm tăng 12,3%. Tỷ lệ đạt 178 trên 1.005 bằng 17,7%. So với năm học 2021-2022 giảm 3,25%. Học sinh hoàn thành chương trình lớp học 793 trên 793 học sinh đạt 100% so với chỉ tiêu giao của Phòng Giáo dục Đào tạo, tăng 0,1%. Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học 223 trên 223 học sinh đạt 100%. Tỷ lệ học sinh toàn trường có điểm kiểm tra 9-10 môn tiếng Việt đạt 832 trên 1.005 học sinh đạt 82,8%. Môn toán 819 trên 1.005 đạt 81,5%. Môn tiếng Anh 721 trên 1.005 học sinh đạt 71,7%. Môn tin học 523 trên 602 học sinh đạt 86,9%. Chất lượng học sinh môn tiếng Anh, môn tin học lớp 3 đạt yêu cầu trở lên, đạt 194 trên 194 học sinh, đạt 100%.
so với chỉ tiêu giao của phòng giáo dục tăng 0,1%. Số học sinh toàn trường đạt vở thành tích đẹp 829 trên 1.005 học sinh bằng 82,5% so với năm học 2021-2022 tăng 2%. Tỷ lệ học sinh đạt giải các cuộc thi Olympic, V-Olympic trên Internet các cấp trên tổng số học sinh tham gia 1.776 học sinh trên 2.682 đạt 66,2% so với chỉ tiêu giao của phòng giáo dục và đào tạo và đề án trường trọng điểm tăng 3,2%. Nhà trường hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phòng giáo dục và đào tạo giao theo đề án trường trọng điểm chất lượng giáo dục. Về chất lượng đội ngũ nhà trường đạt chuẩn 42 trên 44 đạt 95,4%, chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo 2 trên 44 chiếm 4,6%. Duy trì và giữ vững giáo viên đạt dạy giỏi cấp trường 32 đồng chí, cấp huyện 25 đồng chí và cấp tỉnh 12 đồng chí. Số sáng kiến được hội đồng cơ sở xét công nhận và phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng sáng kiến 18 sáng kiến trên 42 cá nhân đạt 100%. Tổng số giáo viên nhân viên được xếp loại cuối năm, năm học 2022-2023 là 49 trên 52 đồng chí. 3 đồng chí cán bộ quản lý chưa đánh giá xếp loại, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 10 trên 49 đồng chí đạt 20,4%. Hoàn thành tốt nhiệm vụ 38 trên 49 đồng chí đạt 77,6%, không hoàn thành nhiệm vụ 1 chiếm 2%. Đối với kết quả phong trào thi đua khen thưởng, nhà trường xét và đề nghị hội đồng thi đua các cấp công nhận 01 tập thể lao động xuất sắc, 7 tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến và 3 tập thể tặng giấy khen, 2 cá nhân đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 03 cá nhân đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen, 07 cá nhân đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 51 cá nhân công nhận danh hiệu lao động tiên tiến và 25 cá nhân Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen. Trong năm học 2022-2023, trường tiểu học số 1 thị trấn Tân Uyên được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu tặng bằng khen tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022. Bằng khen của Hội đồng đội Trung ương khen nhóm câu lạc bộ mỹ thuật đạt giải 3 trong sáng tác truyện tranh với chủ đề Hành trình cùng Miju bảo vệ nguồn nước. Bằng khen của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ năm 2021 đến năm 2022. Giấy khen của Chủ tịch huyện tặng tập thể có thành tích xuất sắc trong 3 năm triển khai các phong trào thi đua cán bộ, công chức, viên chức huyện Tân Uyên thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025 có thành tích xuất sắc nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022. Giấy chứng nhận của phòng giáo dục và đào tạo đạt giải nhì hội thi giáo dục STEM cũng trong năm học 2022-2023 có rất nhiều các thầy cô là tấm gương tiêu biểu luôn tiên phong đi đầu trong mọi hoạt động giáo dục của nhà trường như cô giáo Trần Thị Thanh Hương, cô giáo Lê Thị Việt Hà, cô giáo Trần Thị Bích Hiền, cô giáo Hồng Thị Hoa, cô giáo Trịnh Thị Cúc, cô giáo Lê Thị Hiền, cô giáo Phạm Thị Xuân, thầy giáo Mào Quang Trực, thầy giáo Nguyễn Thanh Liêm. Đối với công tác phổ cập, nhà trường thực hiện trường chuẩn quốc gia, duy trì và giữ vững các tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục và trường chuẩn quốc gia mức độ 2, giữ vững kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2. Đối với công tác xã hội hóa, trong năm học nhà trường đã làm tốt công tác tuyên truyền về xã hội hóa với kết quả tiền mặt để mua sách truyện cho thư viện 18.540.000 đồng, một bộ ô dù che nắng cho học sinh, 15 bộ sách giáo khoa, sách tham khảo truyện với 10.046 cuốn bổ sung vào thư viện nhà trường, 30 bộ bàn ghế ăn bán trú cho học sinh. Công tác huy động nguồn quỹ tự nguyện, ban giám hiệu nhà trường phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh tuyên truyền vận động các bậc phụ huynh hỗ trợ các hoạt động giáo dục, các sân chơi trên internet, các câu lạc bộ, khen thưởng học sinh với tổng số tiền 220.220.000 đồng. Đối với công tác bán trú, năm học 2022-2023, nhà trường có gần 300 em học sinh bán trú ăn trưa tại nhà trường. Nhà trường thực hiện tốt công tác bán trú, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng cho học sinh, phân công cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trực trưa đảm bảo cho học sinh ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc. Đối với công tác xây dựng cảnh quan trường lớp và công tác phong trào, công tác xây dựng cảnh quan trường lớp, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã chú trọng xây dựng cảnh quan trường lớp, tỉa cây, trồng thêm các vườn thuốc nam, vườn rau xanh, mang cây xanh vào mỗi lớp học để tạo cảm giác thân thiện đối với môi trường. Công đoàn nhà trường xây dựng quỹ giúp nhau làm kinh tế với tổng số tiền 181 triệu đồng
đã cho 18 công đoàn vay. Công tác từ thiện nhân đạo, nhà trường đã phát động cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia ủng hộ phong trào Tết Sum Vầy với tổng số tiền 11.500.000 đồng, tặng cho 50 học sinh trong nhà trường có hoàn cảnh khó khăn đón Xuân Quý Mão và 4.200.000 đồng giúp đỡ học sinh khuyết tật của Trung tâm Bảo trợ Người Khuyết tật. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023. Về hạn chế, nhà trường có học sinh hút thuốc lá điện tử, công tác xã hội hóa chưa được nhiều và đầu năm học chưa nhận được sự đồng tình ủng hộ của một số cha mẹ học sinh, chưa có cán bộ quản lý, giáo viên tham gia học nâng chuẩn, trình độ đào tạo. Hoạt động của các câu lạc bộ có thời điểm hiệu quả chưa cao. Các giải pháp khắc phục những hạn chế: nâng cao công tác tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, nhiệm vụ năm học của phòng giáo dục và đào tạo, các văn bản chỉ đạo của ngành, của nhà trường, làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, công tác dân vận gắn với quy chế dân chủ cơ sở, đưa nội dung học nâng chuẩn, chỉ tiêu thi đua của từng cá nhân. Phần 2. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm học 2023-2024. Về mục tiêu, nhà trường thực hiện triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018, đề án trường trọng điểm chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới, duy trì, giữ vững và nâng cao trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, tỷ lệ huy động học sinh từ 6 đến 10 tuổi ra lớp đạt 100%. 100% học sinh lớp 3, 4 được học tin học, ngoại ngữ theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đánh giá kết quả giáo dục, học sinh từ hoàn thành trở lên, học sinh hoàn thành chương trình lớp học, học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,9%, học sinh tham gia các sân chơi trên mạng Internet đạt 68% trên tổng số học sinh tham gia. Giữ vững kết quả, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2. Một số nhiệm vụ cần thực hiện trong năm học 2023-2024. 1. Thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 1 và tuyển sinh vào lớp trọng điểm. 2. Thực hiện có hiệu quả đề án trường trọng điểm chất lượng giáo dục, tăng cường công tác bồi dưỡng cho học sinh, tham gia các sân chơi trên mạng Internet, tăng cường công tác kiểm tra, giúp đỡ giáo viên và nâng cao kỹ năng trong việc tổ chức dạy học và giáo dục học sinh. 3. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, cải tiến cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, bố trí quản lý sử dụng đội ngũ hiệu quả. 4. Chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông đối với lớp 4 năm học 2023-2024. 5. Tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm, tham gia các câu lạc bộ và sân chơi trí tuệ cho học sinh. 6. Tiếp tục tổ chức các hoạt động kiểm tra, đánh giá học sinh theo thông tư 22, thông tư 27 ngày 4 tháng 9 năm 2020, thực hiện hiệu quả ý thức của học sinh khi tham gia làm bài kiểm tra. 7. Quan tâm công tác tài chính, tu sửa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. 8. Huy động tối đa phụ huynh tham gia vào các hoạt động giáo dục, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của ban đại diện cha mẹ học sinh. 9. Duy trì hoạt động của nhà trường, tham gia hưởng ứng các phong trào và các cuộc vận động lớn của ngành phát động. 10. Tăng cường công tác truyền thông. 3. Một số giải pháp. 1. Cụ thể hóa nghị quyết của các cấp về đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục và các chỉ tiêu kế hoạch năm học. 2. Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đội ngũ để triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 4. 3. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức kỹ năng vào giải quyết các vấn đề và thực tiễn, chú ý trong kỹ năng sống cho học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh, tin học. 4. Chủ động tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện, phòng giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tăng cường công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. 5. Tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy. 6. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý tài chính, tài sản của đơn vị, tăng cường công tác kiểm tra, rà soát hiện trạng cơ sở vật chất, thường xuyên cải tạo, tu sửa, xây dựng cảnh quan trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn. 7. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung các chỉ thị, nghị quyết về kế hoạch của cấp trên, tuyên truyền sâu rộng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, đề án trường trọng điểm chất lượng giáo dục, kịp thời nắm bắt tâm tư, định hướng tư tưởng, giải quyết nhu cầu, nguyện vọng
và chăm lo bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của người dạy, người học. Kiến nghị, đề xuất. Kiến nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện công tác rà soát giáo viên không đáp ứng trường trọng điểm theo đề án sớm để nhà trường sắp xếp nhân sự. Phòng Giáo dục và Đào tạo sớm có kế hoạch tu sửa cơ sở vật chất, đảm bảo cơ sở vật chất cho năm học 2023-2024. Trên đây là báo cáo tổng kết năm học 2022-2023 và công tác chuẩn bị triển khai cho năm học 2023-2024 của trường tiểu học số 1 thị trấn Tân Uyên.